Chào cả nhà, ngày hôm nay Ly sẽ gửi tặng đến cả nhà một bài hát thiền ca làng Mai có tên là All in My Heart. Bài hát này có một bức tranh rất là đẹp khi mà chúng ta ngắm nhìn những chú chim hay khung cảnh xung quanh của mình, những dòng sông hay là ánh mặt trời, hay mình cảm nhận những đứa trẻ, các con đang nô đùa, đang chơi một cách rất là hạnh phúc và bình an, hoặc là những người thân của mình, sự hiện diện của những người thân của mình xung quanh trong cuộc sống này. Ni tin chắc rằng khi mà chúng ta chậm lại ngắm nhìn những cái khoảnh khắc ấy thì trong trái tim của mình sẽ luôn trang chứa một cái tình yêu và một cái sự kỳ diệu dành cho cuộc sống này. Mời cả nhà cùng thưởng thức bài hát. Sau khi thưởng thức bài hát này thì Ni sẽ chia sẻ một món quà rất là đặc biệt đến cả nhà nha. Mời cả nhà cùng thưởng thức bài hát nha. Cảm ơn cả nhà đã cùng thưởng thức bài hát vừa rồi. Và ngay bây giờ Ni sẽ bật mí cho cả nhà món quà đặc biệt nha. Kể từ khi mà video này được post lên trên trang cá nhân của Ni cũng như là fanpage
kênh YouTube của Musicsix, thì tất cả những cái khóa học do Hà Ni cũng như là Musicsix tổ chức và do Ni trực tiếp hướng dẫn thì sẽ dành những cái suất học đó miễn phí đến cho tất cả các cô chú người lớn tuổi cũng như là các anh chị người khuyết tật. Ni hy vọng rằng đây là một cái món quà rất là nhỏ nhỏ thôi, nhưng góp cho cuộc sống của chúng ta có thêm những cái hạt mầm nho nhỏ của sự yêu thương, của sự bình an thông qua âm nhạc. Ni hy vọng cô chú và các anh chị khuyết tật sẽ có thêm một cái chất liệu để yêu cuộc sống hơn, để có một cái sức khỏe tốt hơn, để trọn vẹn một cái sự bình an và niềm vui trong cuộc sống này. Cảm ơn cả nhà đã cùng thưởng thức bài hát này cũng như là đón nhận món quà của Hà Ni gửi đến cả nhà nhé. Chào tạm biệt cả nhà. Ni quên một chi tiết, đó là một cái khóa học mà cô chú cùng với anh chị người khuyết tật có thể tham gia được ngay, đó là khóa học hát cùng ukulele. Đây là một cái khóa học mà Hà Ni kết hợp giữa hai phong môn, đó là đệm đàn trên ukulele cũng như là phần hát. Thì tham gia khóa học này thì cả nhà sẽ được học hai cái kỹ năng đó, phối hợp một cách nhịp nhàng với nhau. Thông tin chi tiết về khóa học cả nhà hãy đăng nhập ở đường link bên dưới để đọc kỹ hơn thông tin chi tiết nha. Ni rất là vui và chào đón tất cả các cô chú cũng như là anh chị người khuyết tật đến với những khóa học do Ni hướng dẫn trực tiếp nhé. Cảm ơn cả nhà.